Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chỉ số tia cực tím ở Hà Nội đang ở mức rất cao là mức 11 và có thể gây bỏng da. Tuy nhiên, chỉ số này không chỉ diễn ra trong ngày hôm nay mà còn có thể kéo dài trong 3 ngày tới. Thông thường, chỉ số tia UV ở mức từ 3 là bắt đầu gây tổn thương cho da. Mức 8 đến 10, thời gian gây bỏng da khoảng 25 phút ngoài nắng. Khi chỉ số tia UV từ mức 11 trở lên, da có thể bị bỏng nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khoảng 10 phút mà không được bảo vệ. Tia UV ở mức 12 rất nguy hiểm cho sức khỏe. Vì vậy, với thời tiết nắng nóng gay gắt và chỉ số tia UV ở mức cao, các bạn nên hạn chế ra ngoài trời, tránh tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian từ khoảng 10 giờ đến 16 giờ. Nếu buộc phải ra ngoài, hãy trang bị cho mình đầy đủ những dụng cụ để chống ánh nắng trực tiếp như bôi kem chống nắng, đeo kính râm và mặc quần áo dài tay. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.